Nhân Thomas xin chào cả nhà, chúc cả nhà thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hôm nay Nhân quyết định làm vài món hải sản thật ngon, chiêu đãi các anh chị trong phòng nhân dịp đạt 200 súp. Haha, làm như 200k súp không bằng á trời, đó là ốc hương hấp xả, xào bơ tỏi và rang muối. Mình đặt mua được 3 ký ốc hương mà ta nói nó tươi sống, các bạn thấy nó còn động đậy luôn kìa, loại này size trung bình. 165k trên ký, chế biến xong ăn vừa miệng lắm cả nhà. Các nguyên liệu khác mình cũng chuẩn bị sẵn gồm có chanh, ớt, tỏi, một ít rau răm, sả cây, bơ Tường An và cuối cùng là muối Tây Ninh. Mình để sẵn đây cả nhà tham khảo nhé. Và giờ mọi thứ đã sẵn sàng rồi, Nhân Thomas ẩm thực dễ mà, let's go. Ốc hương mua về mình cho vào thau lớn, rồi cắt ớt vào ngâm khoảng 1 tiếng cho ốc nhả hết cát và chất bẩn. Ốc tươi sống nên bảo đảm là sạch trơn hết. Đó, sau khi ngâm và chà rửa nhiều lần thì cả nhà thấy ốc đã sạch sẽ từ trong ra ngoài. Xong, mình chuẩn bị nồi nước để luộc ốc, cho sả và gừng đập dập vào. Cho thêm đường, hạt nêm và bột ngọt vào để luộc ốc. Chứ nếu luộc không thì nhạt lắm, người ta gọi là nhạt như nước ốc đó. Đợi nước sôi thì cho hết 3 ký ốc hương vào luôn. Này mình sẽ chia làm 3 phần. Sau 5 phút luộc thì mình vớt ra 2 phần để xào bơ tỏi và rang muối. Ốc hương có phần gan ăn bùi bùi rất ngon. Nếu làm nhanh gọn khúc này, sau khi xào bơ tỏi và rang muối, mình sẽ lấy ra được cả phần thịt và gan luôn. Và mình sang được hết con ốc một cách trọn vẹn và ngon nhất. Phần còn lại luộc lâu hơn một chút và vớt ra thôi. Tiếp theo cho dầu vào chảo phi tỏi cho thơm. Thấy tỏi chuyển qua màu vàng thì vớt ra để riêng. Giữ lại một ít tỏi phi trong chảo rồi cho hết hộp bơ vào. Cho thêm ít ớt nữa để tạo vị cay. Rồi cho thêm ít đường, bột ngọt. Đó, khuấy đều cho các hỗn hợp hòa lẫn vào nhau. Mùi bơ tỏi tỏa ra thơm lắm cả nhà. Xong cho hết một phần ốc hương vào. Trộn đều lên cho thấm gia vị và cho hết ra đĩa. Rắc tỏi phi lúc nãy lên và thêm tí rau răm nữa. Xong rồi đó cả nhà ơi, thơm lừng, béo ngậy luôn nha. Nước sệt sệt xíu chấm bánh mì thì ngon tuyệt cứu mèo. Không biết có mua được bánh mì không nữa chứ. Rồi đến ốc rang muối nè, cho 2 muỗng muối Tây Ninh vào chảo có sẵn nước lọc. Cho thêm 2 muỗng bột ngọt nha. Nay mình cho hơi nhiều nước nhưng không sao, chịu khó khuấy lâu lâu chút cũng được à. Khuấy đều tay lên cho muối tan ra, đến khi hỗn hợp sệt sệt lại thì nhanh tay cho hết phần ốc còn lại vào luôn. Món này cũng đơn giản không à. Rồi lại trộn đều, đảo nhanh tay cho muối thấm vào ốc. Đến khi nào thấy muối khô lại kết dính hết lên từng con ốc là chuẩn chỉ rồi nha cả nhà. Xào cho nó thành muối lại luôn á. Là ok. Và cuối cùng là cho hết ra đĩa thôi. Nhìn đẹp mắt lắm luôn á. Do phòng mình kín nên không dám để lâu hơn chút nữa, sợ mọi người sặc ớt.
Nếu xào khô thêm chút nữa thì đảm bảo xuất sắc luôn đó. Không. Món ốc ngon chính là nhờ nước chấm đó cả nhà ơi. Nhanh tay pha chén nước chấm ngay luôn. Cho khoảng một chén nước mắm, nửa chén đường, khuấy tan vào nhau. Sau đó cho thêm một muỗng tương ớt và lại tiếp tục khuấy đều đến khi tan hết thì cho ra tô. Nặn chanh vào rồi tiếp tục khuấy đều. Tiếp theo cho vào ớt tỏi băm nhuyễn gừng nữa. Và cuối cùng là xả băm. Rồi trộn đều lên lần cuối nữa nha. Nhìn ngon hết nước chấm rồi đó cả nhà ơi. Đúng rồi, thì bán ngốc được luôn quá chị. Vỗ tay. Nếm thử coi. Ha, cuối cùng cũng xong hết rồi. Cùng nhìn ngắm thành quả nào cả nhà ơi. Cho một tràng pháo tay khích lệ tinh thần nào bà con ơi. Xin mời cả nhà ăn ốc nhé. Thật sự không phải khen chứ ốc quá tươi luôn. Ăn không sót con nào, không hư con nào. Thịt ốc dai giòn, nước chấm chuẩn nhà hàng. Phần ốc hấp xả có thể cảm nhận trọn vẹn hương vị của ốc hương vì không qua chế biến nhiều. Còn ốc xào bơ thì thơm béo, nước sệt sệt chấm bánh mì thì đúng điệu. Ốc rang muối thì ôi thôi, vừa múc vừa liếm ta nói nó cay dính cái môi lên mà không thể dừng tay lại được. Như mình đã nói, ốc hương ăn mà bỏ quên phần gan là một thiếu sót không thể tha thứ được. Nhưng chế biến làm sao để có thể ăn được đó mới là điều quan trọng. Và mình đã làm được điều này, chỉ tội là vỏ không ăn được thôi à. Ba cây ốc ăn đã đời luôn cả nhà ơi. Ủa, nhóc này đâu ra vậy ta? Clip trước thấy ăn cháo không nói rồi, giờ ăn ốc cũng thấy luôn là sao? Phụ huynh đâu, dắt về giùm cái đi. Cảm ơn cả nhà đã kiên nhẫn chịu đựng xem hết video hết sức ngắn ngủi mà cũng lắm xúc tích này nha. Nếu cả nhà thật sự mất hết kiên nhẫn để xem tiếp thì hãy nhấn nút đăng ký like và chia sẻ rồi coi cái khác cũng được luôn nha. Và bây giờ Nhân Thomas xin chào. Bye bye, see you again.